là con đường Nguyễn Văn Đậu. Đây là quán bánh xèo đặc sản miền Trung các bạn, giữa thành phố Sài Gòn, nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11 quận Bình Thạnh các bạn. Quán này rất là đông, buổi chiều rất là đông. Đặc sản miền Trung Bình Định các bạn. Đây là một phần đầy đủ các bạn. Bánh xèo mình bỏ thêm mẹ, có rau nữa các bạn. Đây là hai phần đầy đủ, gồm có thịt, tôm và mực, có trứng ở trong nữa. Và đây là nước chấm. Còn bánh tráng thì mình sẽ nấu ướp sơ qua là mình sẽ chấm cuốn vào bánh xèo các bạn. Cô là chủ quán đây luôn hả cô? Cô vào đây bán bao lâu rồi? Hai năm. Cái này là đặc sản của miền Trung, cụ thể là Bình Định đó hả? Có người nhà người quê cô bán xiềng. Bán xiềng bán nước. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Trưa là bắt đầu là 12 giờ là bắt đầu bán nước. Ai đẹp lắm, mua một bọc giờ. Sao mình bán tới chiều luôn hả con? Mười giờ đêm là hết là mình mới nghỉ hả con? Cái này mới 1 giờ vậy cho khách đông như đó, có khó là 8 giờ hết đấy. Nhưng mà cô giờ nào là khách đông nhất cô? Khách đông nhất là cái giờ mà bắt đầu là 5-6 giờ chiều. 5-6 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Cái giờ đó là xe có ai phụ ra ngồi đó, có ai phụ cô bán không, có con cái nữa? Có cho cùng gia chút nữa, có không cái này là 3 giờ mới lên. Một phần thường thường là có những món gì trong đó không? Những có thành phần gì trong đó không? Nem bò, nem nướng, bánh nem, bánh bèo, bánh đậu lòng, cho gà thịt góc, nhập góc. Cái này là bánh xèo cô bỏ gì trong đó, cô mới bỏ gì trong đó cô? Hả? Cái này là bánh xèo cô mới bỏ gì trong này? Tôm như bò. Bánh xèo thôi không về. Bánh chưng, bánh xèo. Một cái như vậy là 20 ngàn hả con? Cái đây là 15 ngàn. Còn cái trái nào có mực lên đó là mực dương như trứng lên là 20. Cái này khoảng bao lâu là nó chín cô? Chút xíu là chín cho mấy. 2 phút không con? Mình phải ốp lại nữa hả cô? Bình Định hả con? Con nhớ này là trang anh muốn là có bánh xèo bây giờ chưa hả? Một trứng mình bỏ chỉ được 2 cái rồi hả con? Bỏ 2 cái thì để rồi đó. Cô nói là con cái bánh này là bao nhiêu một cái? Cái bánh cô đang bỏ ra cho con. 20 này con. 20. Là con cái gì trong đó con? Tôm. Mười lăm ngàn.
con lúc đầu đem lên bút ra cho hết tôm rồi. Này nãy giờ con thấy khoảng 3-4 phút mới chín rồi. Chín là chín đầu, cái mà mình đỡ cho nó giòn rồi tắt. Đỡ cho nó giòn rồi tắt rồi đây này. Đỡ cho nó giòn, bánh cho nó ngon, cho còn chín rồi, bánh này chín rồi này. Đỡ cho nó giòn, bánh cho nó ngon. Thấy chút sàn lúc này khách nó mua đêm giờ một cái, hai chục cái, mọi người mua 4-5 cái xì rồi. Mọi người à, mọi người mua ra về 4-50 cái bánh. Bánh kia nó đẹp 40 cái. Đây là không gian bên trong quán các bạn, nhìn ra ngoài đường Nguyễn Văn Đậu các bạn. Chú có 10.000 không ạ? Cái bột này là bột gì đấy cô? Bột gạo mình đó không? Bột gạo, ngày cô xay khoảng bao nhiêu ký rồi cô? Buổi sáng là cô bán 4 chiều. Cô bốc con canh buổi chiều là 12 giờ là bắt đầu bán một bữa giữa 12 lon gạo. 12 lon gạo. Đây là mực mình bỏ, mình xắt nhỏ bỏ vô bánh xèo rồi cô. Cô này thịt bò này mình bán mấy ký rồi? 2 ký con. 2 ký thịt bò, còn tôm con? Tôm đó là bữa là đắt nhất là những ngày thứ đấy, ngày chủ nhật là 8 ký tôm. À, thứ bảy cuối tuần là 8-9 ký tôm. Hàng rất là đỏ thôi các bạn. Cái này có khi nào mình đốt hai lò không cô? Cô cái chừng cái này nó cháy rồi cô kìa. Còn vắng vắng là mình đốt lò hả? Vắng mình đúc lò, nhớ nó vừa đỡ khói, thứ hai là nó đỡ tốn bay. Cái này nguyên liệu là mình lấy hết ở Bình Định vô luôn. Đúng rồi. Từ bánh tráng, nem, bánh tráng. Anh đem mấy cái xe qua căng. Dạ, mấy cái. Mấy cái à? Mấy cái. Dạ rồi. Mấy cái đặc biệt hả? Cái này đi.
rồi có nước chấm này, nước chấm và rau, rau đây rất là nhiều các bạn. Bánh tráng không phải thiếu là bánh tráng, bánh tráng đây. Đây là một phần 7 cái mang về các bạn. Quay thấy rồi. Nước chấm bằng đặc biệt Bình Định thì nó có cái nước chấm nó gọi là tương đậu phộng anh ạ. Tương đậu phộng. Đúng rồi, tương đậu phộng nó được làm từ đậu phộng. Và cái này ạ? Là cái đây này ạ. Thì nhắc đến bánh xèo Bình Định nó là nổi tiếng là cái tương đậu phộng này. Được là được làm từ đậu phộng với nước mắm của mình nấu lên thôi. Còn những mấy thành phần mắm này thì mắm chua ngọt trong đây thì anh có. Đây thì mắm bình thường, cái này để chuyên dùng mắm bèo, mắm là mình nấu, mình qua mình nấu lên. Ngoài đây mình còn bán nhiều món gì nữa? Ngoài đây thì bán nhiều món lắm ạ. Ngoài bánh xèo là món chủ đạo ra thì còn có bánh bèo, bánh bột lọc mà ngoài đó gọi là bánh tay giạc đó. Ngoài quê gốc ngoài đó. Rồi nem nướng, nem chua. Rồi đồ nướng lên mẹt, nó có nem thịt chả trong đó làm cái một cái mẹt lớn.